ra để giúp mình ha. Thì các bạn search trên YouTube á, thì cái thanh tìm kiếm các bạn tìm Help VKT Vlog và các bạn tìm và bấm đăng ký giúp mình nha. Đăng ký giúp mình ủng hộ cho mình lên 1.000 lượt đăng ký nha các bạn. Đăng ký xong các bạn bấm vào cái quả chuông mới được tính nha. Đó, rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, đây, đăng ký ủng hộ Help VKT. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhớ nha, nhớ nha, đăng ký giùm Help nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục thưởng thức cái video thôi. Hello everybody, welcome to HealthVKT. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HealthVKT ha. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một con game. Game này game gì ta? Đi quên rồi. Nghịch thủy hàng, ok, nhớ rồi. Rồi, bây giờ chúng ta đang vào game. Bấm như vậy, khỏi cần đăng ký, bấm vào bên này luôn là vào game ha. Chọn server, chỉ có một server duy nhất ha. Đó, 4 lát nhân vật. Này là thiên dương hay gì nè. Đó. Cái này là sát thủ. Đó. Này là chắc võ đan. Đó. Kiếm khách. Con này là phụ trợ trị liệu ha. Đó. Rồi chúng ta xài bộc phát. Tìm hành gì đó. Ừ. Tìm hành tìm tỏi gì đó. Bộ game. Phải trả nhiệm vụ một chút nha các bạn. Server full game ơi. Nhưng mà có thuyết minh nha các bạn nha. Chơi giữ gìn server giúp mình nha. Chứ các bạn chơi mà kiểu mà vứt server auto này nọ thì thua ha. Hiện tại đang là binh điên xanh ha, 42, 43 nè. Đó, ông nào chơi không được thì mình thua ha. Server Việt Nam nha các bạn. Mình chơi giữ gìn cho mình. Người ta mở ra cho chơi free thì đừng có phá nát con game giúp mình ha. Nhiều bạn chơi game mà vô chỉ muốn một ngày một bữa auto này nọ. Các bạn tính thì một bạn auto, hai bạn auto, rồi ba bạn, bốn bạn, năm bạn, một chục bạn, lên hai chục, ba chục, rồi 100 bạn auto. Bạn tính đi, nổi đâu sạch nổi không? Server free mà đâu có tiền đâu mà mở cái server mà mạnh mẽ cho các bạn. Nên nó phi, nó giống như là chơi được ngày nào cho các bạn chơi được ngày nào hay ngày đó thôi, chứ nó cũng đâu có thu phí thu phét gì đâu. Khổ lắm. Tìm game phi cho các bạn chơi mà nhiều bạn còn nói trời ơi sao không mở link mở link Google rồi, nhiều ông còn nói trời ơi khó tải quá, cho em tải cái link thanh khẩu cho em rút gọn đi, em lấy không được cái kia nọ mà phải. Cái link thì link nào cũng vậy thôi, nó nhảy qua trang này trang kia thì các bạn quay lại cái trang đầu giúp mình. Mình thấy link nào mình tải cũng được hết á. Rồi sao các bạn khó tải quá. Đó, đó, nó tiến quá nó lên đó. Việc hóa không có hết nha các bạn. Chỉ việc hóa một phần nào thôi. Tại vì phi mà, mở phi cho chúng ta chơi mà. Cái bao bao nhiêu rồi. Ơi, vào thâu nào. Rồi bây giờ mình lướt sơ cho các bạn xem ha. Ở đây là chúng ta đang viết xong nè, chưa có nạp gì hết.
rồi vô quỷ gì nè. Đâu rồi, đây Kim Nguyên Bảo không có gì hết ha. Kim Nguyên Bảo không khóa, Kim Nguyên Bảo khóa gì cũng không có gì hết. Rồi chúng ta bấm vào đây. Này là VIP này ha. Mình có rất là nhiều cái mã. Bây giờ mình sẽ để ở dưới phần miêu tả ha. Các bạn đem về các bạn tự xài tự này nọ ha. Rồi VIP 15 rồi nè. Đó, mát VIP là VIP 15 nha. Hãy nhận VIP cái nào. Nhớ nha các bạn, game này free nhưng mà chúng tôi chơi cũng phải giữ gìn ha. Thì đừng có thấy free mà auto là mau sập lắm. Hôm bữa mới up con một số con như là gì thần khúc, rồi con gì nó quên rồi ta. Cái con hiền sứ hiền thần gì đó. Cộng với con Genny hôm bữa ha. Úp chưa được một ngày, hai ngày vào lắc banh sát. Nhận full VIP đó. Rồi, nhận full VIP rồi ha. Đó. Bây giờ chúng ta nhận Kim Nguyên Bảo. Rồi các bạn chỉ thay mấy cái số này nè ha, item này nọ thì các bạn thay vào đây ha. Rồi ta nhập được Kim Nguyên Bảo rồi đó. Đây 100 Kim Nguyên Bảo ha. Đây nhập lại nè. Cái số này á, là cái số Kim Nguyên Bảo không khóa nè ha. Kim Bảo nè, đó số 100. Các bạn xa hai số 100 này thành bất cứ số nào ha. Hình như nhiều quá rồi nó không nhận được. Rồi đúng y vậy luôn. Đó, bạn thay ít thôi nha, đừng có thay như mình nhiều quá. Rồi bây giờ chúng ta nhận kim tệ gì đó. Rồi ở đây là cái lễ kim ha. Đó. Cái danh sách mà cái đây lễ kim là cái khóa không khóa nè. Lòng cái khóa nè. Đó. Kim Nguyên Bảo cái dạng khóa nè ha. Rồi còn bạc, rồi chân khí, vinh dự, linh khí, ban cống, rồi giang hồ lệnh, rất là nhiều ha. Đây mình sẽ đem vào đây cho các bạn xem. Bạn nhớ xem kỹ cái video ha. Đó, rất là nhiều. Kéo rất là mỏi tay và chưa thấy gì hết. Đó, ok. Rồi, bao nhiêu đó thôi là nhiều rồi ha. Mình để dưới phần mô tả ha, các bạn chơi và các bạn thay vào giờ giúp mình nha. Ôi nó đâu rồi ta? Để kiếm cái hạ trang, lệ trang, hồn trang. Bây giờ
mình đi úp con ngựa. Úp con ngựa nào, con ngựa đâu rồi? Đây. Ta úp con ngựa nào, bấm vào đây. Tự mua tọt đi ha. Bấm vào, bấm vào. Lên được con mèo rồi ha. Nhị giai mèo. Giống nước tương nhị, nhị ca đồ các bạn. Lên con lừa ha. Tam giai thần thành con lừa. Có chi dài vậy, để con lừa được rồi. Để con lừa là người ta cũng biết mà, có cần chi mà phải tam giai, tam giai. Lên được con báo rồi. Tiếp theo là con gì đây? Các bạn nhớ xem hết cái video giúp mình ha. Mỗi video thì mình làm cũng từ 15-20 phút. Có những video mình làm rất là ít ha, có 10 phút thôi à. Đó, các bạn xem giúp mình ha. Chịu khó đừng có bấm vào quảng cáo nha. Thấy quảng cáo xong là bấm bỏ nha, đừng có click vào quảng cáo. Ai cần cái gì ha, là thông tin gì thì bấm vào ha, chứ đừng có bấm tờ là bấm vào quảng cáo miếng. Nhớ nha các bạn. Rồi bạn nào chưa đăng ký kênh Heo VKT Vlog thì có thể qua bên đó đăng ký ha. Bên đó mình sẽ làm về những cái món, những cái vlog đi chơi hay là ẩm thực này kia cái nọ. Đi mua rồi má ơi, hết rồi. Lâu lâu sẽ có những cái câu đố, trò vui này nọ ha. Và nếu kênh mà ổn định thì kênh được nhiều sub hơn, hay là sau này lên khoảng chừng 10.000 hay là 20.000, 30.000 gì đó, thì mỗi tháng mình sẽ có một cái event ha, cho những cái bạn nào chung là fan hay là này kia kia nọ ha. Thì cái đó chắc cũng là chuyện rất là xa vời. Thì vì hiện tại là kênh gần được 3.000 thôi ha. Các bạn có thể đăng ký kênh Heo VKT hoặc là Heo VKT Vlog đều được ha. Hai kênh đó thì cũng của mình thôi. Thì bạn nào có mà muốn chung là muốn gì ta? Muốn quan tâm tới như là muốn biết mỗi ngày Heo làm gì, hay đi chơi ăn uống, tính cách Heo làm sao ha, hôm nay hôm qua gì ở trên chỗ Heo có gì vui, thì các bạn có thể đăng ký kênh Heo VKT Vlog đó. Ở đó là tập hợp những cái mà vui buồn hay là những lúc đi chơi đi ăn đó. Úp game ghét mà giờ bệnh luôn. Thất giai ha, à cái đó là cái cấp của cái con hú ha. À, ở đây nó để là thất giai tiên hú. À, vậy là con này là con tiên hú. Nó đẹp vãi, lộng lẫy kìa. Tiếp theo không biết là con gì đây. Mà mấy con càng sau thì bấm nó càng mỏi tay hơn ha, lâu nữa. Đó, lên thanh sư ha. Ồ, móng vuốt ra lửa luôn kìa. Ơi, các bạn nào chưa đăng ký kênh thì có thể đăng ký kênh giúp mình nha. Rồi những bạn xem video thì không cảm giúp Heo ha, thì chèn quảng cáo vô thì cũng để tăng thêm cái thu nhập, để mỗi ngày có thể ở nhà và tìm game cho các bạn ha. Nói chung sưu tầm game mỗi ngày như vậy thì cũng nhiều con nó, nhiều kênh game nó đã bỏ rồi ha.
Các bạn nào mà thường chơi game lậu thì các bạn biết một số kênh game lậu lớn ha, thì mình cũng không tiện nói tên ở đây, thì hổng rày thì nó cũng ít ra game rồi đó. Các bạn cũng thấy cái nguồn game cũng hơi bị khan hiếm ha. Cũng nhờ các anh em trên group share game này nọ thì mình thấy hay thì mình up cho các bạn thôi, chứ giờ tìm game cũng vất vả lắm. Những cái nguồn game phi thâu này nọ thì nó đã bay vào hư không rất nhiều rồi ha. Thôi chúng ta để con này đi, bấm nãy giật mỗi tay rồi. Tiếp theo là con rùa nè ha. Đó, sau đó là con sư tử cùng kỳ. Đó. Xong rồi tới kỳ lân ha. Kỳ lân là mát ha. Huyền vũ nè. Đó, nhìn ngầu vãi. Mà úp lâu quá. Đó, ôi con ngựa kìa, bay kìa. Dứt. À, áo ảnh này nọ quá trời luôn đó đó, dứt dứt có rất là nhiều cái game thâu, nhưng mà nói chung thì để đó đi, tự tính. Nói chung là không phải nói riêng ha. Nhìn đi. Vì tối ngày mà cứ nói chung và nói riêng, nói chung và nói riêng miết. Bây giờ để thâu thêm một món nữa coi. Võ công ha. Đó. Em không biết học cuốn nào như cuốn này. 7 cuốn cấp 50 mới được học ha. Đó. Kỹ năng trên này rất là nhiều ha. Không dừng lại những kỹ năng đơn sơ ha. Đó, còn rất là nhiều. Bạn lên cấp cao hơn đi mê cung này nọ thì ha, là đánh gì thì sẽ mở ra được ha. Đó đó đó. Rồi thì con game giới thiệu tới đây thôi. Các bạn có chơi thì có thể bấm vào ở phần dưới link miêu tả ha. Thâu ha, link thâu này nọ thì link game thì mình cũng để dưới phần miêu tả ha. Và mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Heo VKT. Nhớ đăng ký kênh Heo VKT Vlog luôn, ủng hộ kênh đó giúp mình luôn. For a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Con ngựa ta đâu rồi? Đó. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye.